Hello các bạn. Hôm nay là ngày thứ năm rồi. Có rất là nhiều tin để mà cập nhật cho các bạn biết cho nước Mỹ, cái tình trạng của nước Mỹ ngày hôm nay như thế nào. Thì trước hết á là em muốn cập nhật về cái con cúm Tàu. Hiện nay cái số ca ca nhiễm mà cả thế giới luôn đó các bạn là khoảng 5.138.000 người đã bị nhiễm rồi nha các bạn. Và riêng cho nước Mỹ đó thì con số ca nhiễm ở nước Mỹ đó là đã 1.598.000 người đã bị nhiễm và đã trên 95.000 người đã bị chết. Và đặc biệt là em nói về Cali của em, riêng Cali của em đó là có khoảng đâu 86.000 người đã bị nhiễm và đã trên 30 trời ơi, cái ông này ông đang đèn xanh mà không băng qua đường tỉnh bơ à. Và số người bị nhiễm của Cali là 86.000 nha các bạn. Và cái người chết đó là đã ba trên 3.500 người đã bị chết vì con COVID này. Thì cái số lượng nó càng ngày nó càng cao. Và có tin vui cho miền Nam Cali đó là ngày mai, ngày 22 tây tháng 5, thứ sáu ngày 22 tây tháng 5 sẽ có một số sòng bài sẽ được mở cửa cho hoạt động trở lại. Thì cái đó là tin vui cho những người mà họ thích giải trí. Nhưng mà khi mà mình vào trong cái sòng bài đó, họ có cái limit, tức là họ không phải giao vô được tự nhiên giống như lúc trước nha các bạn. Thì cái tình trạng đó khi mà mình vào sòng bài bắt đầu ngày mai đó thì họ sẽ kiểm soát cái nhiệt độ của mình rồi mình phải theo cái luật của social distance, tức là khoảng cách thì khoảng 2 mét. Thì ngày mai nếu như mà em có cơ hội thì em sẽ tới sòng bài em quay clip cho các bạn xem, nhưng mà không biết ngày mai em có đi được hay không. Vì các bạn thấy đó, em thấy cái video mà cái clip mà bạn của em đăng trên Facebook đó các bạn biết không, ở sòng bài ở San Diego đó, nó mới vừa mở được mở cửa ngày hôm qua thì có rất là nhiều người xếp hàng, mà xếp hàng phải đứng khoảng cách mà ra dài lắm. Em thì nếu như mà em tới đó mà quay vô bên trong em quay clip không á, sợ không biết mình vô được hay không, tại vì rất là đông người xếp hàng, mình chờ không biết chờ tới khi nào. Thì em cũng muốn đi lắm nhưng mà để xem sao, nếu như mà em có đi được á thì em sẽ quay cái clip để mà tường trình cho các bạn xem coi nó như như thế nào. Và sau đây là em sẽ cho các bạn biết có ba cái sòng bài sẽ được mở ở vùng Inland Empire, tức là gần Cabazon đó nha các bạn, Palm Springs đó. Thì cái sòng bài thứ nhất đó là sòng bài Morongo. Morongo sẽ bắt đầu tái hoạt động lại vào ngày mai, tháng 5, ngày 22 tây thứ sáu. Thì Morongo nè, và cái sòng bài xa hơn ở Palm Springs nữa đó, đó là sòng bài 29, Spotlight 29. Spotlight 29 sẽ mở cửa vào ngày mai. Và thêm một cái sòng bài nữa đó là Torture's Rock Casino cũng sẽ bắt đầu mở cửa vào ngày mai. Thì các bạn ở vùng Palm Springs thì hãy ngày mai sẽ là cái ngày mở cửa, các bạn có thể tới đó để mà xã giao, để mà mình xả stress trong trong mấy tháng nay mà không có được được ra ngoài đó các bạn. Thì ngày mai thì các bạn cứ tới nhé. Và vùng San Diego thì sẽ có, bắt đầu ngày mai sẽ có sòng bài Valley View, sòng bài Veerhurst. Còn sòng bài Pachanga đó thì chưa có mở cửa nha các bạn. Sòng bài Pachanga thì phải vào họ dự định là vào 1 tây tháng 6 họ mới định mở cửa cho sòng bài Pachanga. Sòng bài Pachanga là một trong những cái sòng bài phải nói là rất là đẹp nhất ở miền Nam Cali và bự nữa. Và có một cái sân khấu trong sòng bài Pachanga đó là sòng bài, là sân khấu đó chứa được khoảng đâu 5.000 khán giả. Thì mỗi lần mà show lớn đó các bạn biết không, chẳng hạn như show Trấn Thành, show nào mà cần rất là nhiều khán giả mà toàn là siêu sao tới hát không á, thì sẽ được tổ chức vào tại sòng bài Pachanga, cái sân khấu mới. Pachanga hiện tại đó có hai cái sân khấu, một cái sân khấu nhỏ là chứa khoảng 2.500 người thôi, là trung tâm thính nghe hay hay làm trong sân khấu đó. Còn sân khấu mới đó là khoảng 5.000 người, rất là rộng,
thì cái show kỳ rồi mà show Trấn Thành em có quay cái sân khấu đó, như các bạn chưa coi đó thì các bạn có thể vào đó để mà xem nhé. Còn cái sòng bài Valley View thì nó nằm ở tận ngay San Diego, thì các bạn chắc có lẽ đã biết cái sòng bài Valley View là sòng bài cũng em có đi ngang thôi chứ em chưa có đi vào sòng bài Valley View bao giờ, thì chắc cũng lẽ là một trong những cái sòng bài lớn. Thì và có những cái county là những cái quận sẽ được bắt đầu mở cửa lại vào ngày mai, một số thôi nha các bạn, chứ không phải hoàn toàn là được tất cả quận đều mở cửa hết. Chẳng hạn như là cái khu miền Nam Cali đi, thì có vùng San Diego, vùng có quận San Diego, quận Kern County, vùng quận Ventura, thì và thêm Inland Empire là bắt đầu ngày mai đó. Thì chỉ có những quận đó thôi. Còn như cái riêng mà quận Cam của em đó vẫn chưa được mở cửa lại nha các bạn. Quận Cam thì bây giờ lại vẫn còn trong tình trạng đóng cửa. Nhưng mà họ mở cửa thì mở cửa, nhưng mà có một số cơ sở họ thuộc vào cái state 2, tức là em không biết tiếng Việt là cái gì. Một số cơ sở đó hoàn toàn chưa được mở cửa nha các bạn. Thì chẳng hạn như là tiệm tóc nè, quán bar nè, quán nhậu, quán cà phê được chẳng hạn. Và những cái chỗ mà tập gym để mà tập thể thao vẫn chưa được mở cửa. Thì bây giờ chưa có thông báo nào để mà cập nhật về khi nào họ sẽ mở cửa về cái vấn đề đó. Thì khi nào mà có thông tin gì thì em sẽ chia sẻ cho các bạn biết. Thì hiện tại bây giờ những cái county mà trong miền Nam Cali thì em biết đó là trong đó không có quận Cam. Quận Cam vẫn chưa được hoạt động. Cho nên cái sòng bài mà casino đó, casino hình như là nó thuộc Hawaiian Garden đó, hình như là thuộc vào quận Cam, thì chưa được phép mở. Chỉ có bên Inland Empire thôi nha các bạn. Thì một lần nữa, những sòng bài mà gần khu quận Cam nhất được mở cửa vào ngày mai thứ 6 ngày 22 tây tháng 5, tức là sòng bài Morongo, sòng bài Spotlight 29 và sòng bài Tortoise Rock Casino. Thì ba cái sòng bài này sẽ được phép mở cửa vào vào ngày mai. Và vùng San Diego thì có sòng bài Viejas, sòng bài Valley View. Còn mấy cái sòng bài khác thì em chưa có nghe tin tức. Còn sòng bài Pachanga đó thì là tới đầu tháng 6 mới mở. Và họ cho mở lại là vì sao? Tại vì thứ hai này là ngày lễ Memorial Day. Memorial Day là lễ, hình như là lễ cựu chiến binh, tức là mình tưởng nhớ tới những người chiến sĩ, những người chiến sĩ đã tử trận. Thì thứ năm này là cái ngày lễ đó, là ngày lễ lớn, cho nên có rất là nhiều nhà băng sẽ đóng cửa, và những cái nhiều có những cái sở sẽ thứ hai thì sẽ đóng cửa. Thì đó là tình hình hiện tại em cập nhật cho các bạn biết. Bây giờ thì em đi vào rửa xe. Sẵn đó em sẽ cho các bạn xem luôn rửa xe ở bên Mỹ nó hiện đại như thế nào. Đó, khi mà mình vào rửa xe đó, ở đây đó là một lần rửa xe mà cái rẻ nhất đó là khoảng $6 nha các bạn. Và nếu như mà mình mở membership á thì mình sẽ được hiện đại hơn, tức là mình một tháng mình rửa bao lâu cũng được, một tháng mình đóng chừng $14. Thì trước đó thì có người hướng dẫn cho mình chạy xe vào đó, thì mình cứ chạy theo cái hướng dẫn của họ. Thì tới lúc họ kêu mình ngưng thì mình ngưng, mình để chữ N tức là neutral đó, thì họ sẽ có chiếc xe sẽ tự động chạy vô. Bây giờ các bạn xem đây, bây giờ xe tự động chạy đó, các bạn thấy họ rửa xe đó, cái cách rửa xe của bên Mỹ là nó như vậy. Đó, nước xịt ra, thấy họ cái này xà bông xịt ra trước, rồi sau đó mình sẽ chui vào bên trong đó. À, các bạn thấy bên trong á nó rất là tối, thì hai bên nó đều xịt xà bông hết cho mình như vậy đó. Thì tới khúc nó sẽ rửa khô luôn, nó sẽ có cái máy thổi khô cho mình luôn, mình không cần phải làm gì hết. Khi mình ra ngoài đó mình chỉ cần xịt những cái đơn sơ chẳng hạn như kiến rồi thôi nha. À, các bạn thấy không, rất là hiện đại, thấy không? Bây giờ họ xịt nước. Đó, mình sắp sửa tới cái chỗ mà nó
màu xanh dương á, thì mà nó để chưa khô á là mình chạy để mình chạy xe ra thôi, rất là đơn giản. Đó, các bạn thấy không, khi mà nó để chữ đó đó là mình mới bắt đầu mình chạy ra. Thì mình chạy ra đây đó thì họ sẽ có những cái chỗ mà hút bụi xe, mình có thể có quyền mình đậu vô, mình hút chỗ nào cũng được cả. Thì bây giờ mình đậu vào đây thì mình hút bụi xe cho sạch thôi. À, các bạn thấy không, rất là tiện lợi. À, các bạn thấy tiện lợi ghê chưa. Em không biết ở bên Việt Nam đó họ có cái máy này chưa, thì nó rất là tiện lợi. Em xin chấm dứt cái video clip tại đây. Bây giờ em đi hút bụi xe ở đây. Em cảm ơn các bạn nhiều lắm đã bỏ thời gian qua theo dõi cái video clip này của em. Và nếu có yêu thương em, xin hãy tặng cho em một cái đăng ký nhé. Em xin hẹn các bạn trong những cái video clip kế tiếp. Bye bye.